Sống ở quận Gò Vấp, một tuần nay, chị Mai Hương đang mang thai 28 tuần, đã đến lịch khám thai định kỳ, nhưng chị chần chừ chưa dám vào bệnh viện thăm khám vì lo ngại dịch Covid-19. Sáng qua, chị quyết định đến bệnh viện Hùng Vương để kiểm tra tình trạng sức khỏe thai nhi. Em cảm thấy lo lắng tại vì đi tới bệnh viện là không biết là có bị ai bị dịch hay gì không á. Rồi em cũng sợ là em bị dính, lỡ đi tới chỗ đông người rồi em cũng sợ bị dính cho thai nhi không tốt á. Nên em cũng suy nghĩ đắn đo xong rồi một tình em mới đi khám để test thai kỳ đúng kỳ của thai nhi á. Do đến từ quận Gò Vấp, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, chị Hương được bệnh viện phân luồng ngay từ cổng và đưa vào khu khám sàng lọc. Nếu như mà thai phụ ở cái vùng dịch tễ, tức là thai phụ có yếu tố dịch tễ thì thai phụ sẽ được khám ở cái khu vực khám sàng lọc. Và mọi xét nghiệm đều được thực hiện trong cái khu vực khám sàng lọc chứ không đi ở trong bệnh viện. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm trong khu sàng lọc xong, thai phụ được cho ra về lối đi riêng. Thai phụ cũng được cho làm các xét nghiệm để chẩn đoán mắc Covid-19. Theo Bệnh viện Hùng Vương, số thai phụ đến từ vùng có yếu tố dịch tễ trong 2-3 tuần trở lại đây nhiều hơn gấp 3-4 lần so với lúc trước. Các y bác sĩ làm trong khu vực sàng lọc cũng được bố trí làm theo ca cố định ở khu sàng lọc, không vào khu vực nội trú của bệnh viện để đảm bảo an toàn tối đa cho các thai phụ và người bệnh sản phụ khoa.